nhà không? Có ai trong nhà không ạ? Xin lỗi, ông tìm ai? Xin lỗi, ông có phải là Trần Toàn, chủ nhà sách không? Phải, là tôi. Mời ông vào nhà. Dạ, cảm ơn ạ. Mời ông. Mời anh ngồi. Cảm ơn ông. Mời ông dùng nước. Thú thật với ông là mấy bữa nay tôi đã từng để ý cử chỉ của ông làm cho tôi suy nghĩ. Đã nhiều lần ông lảng vảng trước nhà tôi như ngóng trông hay tìm kiếm một người nào. Tánh của tôi chỉ muốn minh bạch rõ ràng nên tôi cũng cần biết ông là ai. Dạ, tôi tên là Nguyễn Văn Thiện, là giáo sư chuyên dạy về việc văn. Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp với nhau rồi. Trước đây tôi cũng từng là giáo sư. Các bạn tôi có giới thiệu nên tôi đã đành. Ông là người đỗ lượng khoan dung. Xin ông chớ nói dài dòng. Tôi còn muốn hiểu giữa ông với vợ tôi đã có gì liên quan. Nếu lòng ông không khoan hồng đỗ lượng thì tôi không tiện nói ra. Ông làm cho tôi thắc mắc vô cùng. Xin lỗi ông, trước kia Tuyết Minh là vợ của tôi. Cái gì? Tuyết Minh trước kia là vợ của ông? Câu chuyện xảy ra vào năm chiến tranh ác liệt. Khi ấy do phải chăm sóc cho gia đình, Minh vợ tôi lại đang mang thai đứa con độc lòng. Tôi quyết tìm việc. Có ngờ đâu, tôi vừa đi khỏi thì quê tôi bị giặc càn. Chúng tràn vào làng xóm, bắn giết không gây tai. Tôi vội vã trở về, nhưng chưa tới nơi thì bị chúng bắt. Có đi mà không có về, gia đình tôi cũng nát tan từ đó. Thế rồi sau khi sanh nở, vợ tôi lặng lẽ ra đi mà không hẹn ngày trở lại. Mẹ và em tôi không hiểu lý do nào mà cũng không hay nàng bồng con trôi dạt tới phương nào. Một năm sau khi mãn tù ra, tôi trở lại quê nhà thì hỡi ơi cảnh tang thương dâu bể. Mái nhà xưa bỏ nhà ra đi. Điều đó chỉ có một mình Tuyết Minh biết rõ. Chứ tôi thì thú thật là mãi tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được nguyên do. Em tôi có kể lại là sau khi Tuyết Minh sanh nở, nhà tôi vẫn được yên vui. Mẹ tôi thường nói với Tuyết Minh, còn Tuyết Vân giống cha như khuôn đúc. Ai còn muốn nói xấu con cũng không thể nào nói được. Vậy mà vào một buổi sáng tinh sương, nàng đã ôm con ra đi không một tiếng giả từ. Ông Thị, tôi hứa
tôi hứa sẽ giúp ông tìm ra sự thật. Dầu cho cổ có... Tôi chỉ mong tìm lại con gái tôi thôi. Tôi sẽ giúp ông hết mình. Chúng ta liên lạc với nhau như thế nào? Ông cứ đến trường Hùng Dương sẽ gặp tôi. Chào ông. Cậu hai, ủa? Chú về đó hả? Ôi, khổ lắm chú ơi. Nói với tụi du đảng đâm chém nhau, đến nỗi bị thương, rồi nhào đại vô đây, băng qua sông nó đòi ngủ luôn ở nhà mình. Con gái thời nay thiệt là hết chỗ nói, nhưng lỡ lính xét nhà thì càng khổ biết bao. Hay cha mẹ nó đi tìm thì mình biết ăn nói ra sao? Lỡ gặp đứa học trò bướng bỉnh ham chơi, không lẽ giữa đêm khuya mà đuổi nó bờ giờ. Bây giờ ra quán uống cà phê chờ rước mặt trời, và cũng tránh điều tai tiếng thị phi. Thôi thôi, bây giờ tôi nói cậu nghe chuyện nè. Cái gì cũng vậy trơn á, tự nhiên không có một người con gái ngủ trong nhà mà hai người đàn ông trong nhà là không có được. Thôi bây giờ tôi biết cậu đã có cà phê nha. Mà đúng cà phê đi, để đợi chờ sáng sáng hãy vô. Thầy đã ý kiến của chú mày đó. Dạ, chứ kiểu này là không có được đâu. Mình đi. Đi cậu. Ủa, cậu đã làm gì vậy?
Trời ơi, mình khóa cửa, lát hồi nó thức giấc, nó la lên một cái á, nó tưởng mình nhốt nó là nguy á. Khép cửa lại thôi cậu. Thôi, đi. Dạ, đi cậu. Anh hai ơi. Anh hai. Sao cửa không khóa vậy em? Chết chà. Vô lộn nha. Đứng lại đó. Nhà của giáo sư Thiện. À, tôi đi rồi. Em đứng lại. Hả? Là nhà giáo sư Thiện phải không? Dạ phải. Nhà này nè. Nhà này? Ừ. Vậy đó cô là... Cô là cái gì? Đừng suy nghĩ bậy bạ nha. Tôi là... học trò của thầy. Học trò? Ừ. Học trò. Dạ tìm thầy đúng không? À phải. Tôi về rồi nè. Về rồi hả? Trời đất ơi, tao nói cậu ơi, lớn quá trời, ôi đất ơi, nhìn cậu lạ quá trời đất luôn kìa. Thôi thôi. Nè, mà sao em biết anh ở đây? Trời đất ơi, anh ai biết không? Em hỏi thông khắp các trường mà không ai biết anh ở đâu hết à. Em ở đó xe về chủ đêm, tình cờ đã bắt xe gặp thiếu năm, thiếu mới chỉ nhà anh cho em biết đó. Chú cậu lớn và đẹp ha. Sao? Mấy năm nay làm ăn khá không? Lúc đầu thì cũng khó khăn, nhưng mà bây giờ thì đỡ rồi ha. Thôi để tôi đem đồ cậu vô chỉ phòng cậu luôn đi chứ. Rồi, ừ. Thôi, mời. Mời. Mời ta. Ôi, ơi. Vậy thầy, trời ơi, nó ngủ mà cứ phá ra ngoài là sao trời. Thiệt tình á. Yêu còn vậy, con còn về nhà nữa chứ. Công nhận em trai thầy á đẹp trai dễ sợ nghe. Bây giờ con phải về nhà và thưa thiệt câu chuyện đã xảy ra cho bà ngoại con được rồi. Ê, sao thầy vẫn chơi suối con vô cửa tử? Nếu ngoại biết được thì chắc con bị cạo đầu khô. Nhưng mà không sao, con có cách rồi. Bây giờ đây con gì muốn nhờ thầy cho con mượn chừng 50 hay 100. Mai mốt tới đây con sẽ trả lại. Chú Phi à, cho anh mượn 100 đi. Trời đất ơi, ông ta vừa mới tới nhà mà thầy mượn tiền thiệt là khó coi. Không sao, nó là em ruột của thầy, nó không chê cười gì. Đây, con về đi. Dạ. Cảm ơn thầy. Thầy yên tâm đi, con mượn mà mấy mốt con trả lại. Không có tiền mà có sao con trả lại với thầy. Về đi thầy. Cho con gửi lời chào anh gì đó. Anh gì? Phi. À, chào nha anh Phi. Ủa về rồi đó hả anh? Về rồi em. Thôi, em ở nhà nghe. Anh phải đi làm. Thôi, anh đi đi. Chú ba ơi. Dạ, dạ. Dạ, tôi nghe nè cậu hai. Có chuyện gì cậu hai? Bữa nay chú rảnh không? Dạ, tôi rảnh. Ừ, chú rảnh rồi chưa? À, thôi anh hai à, để em. Chú ba, trưa này á anh hai tôi về. Tôi sẽ dẫn cả nhà mình đi ăn cao lầu. Tôi đãi để chúc mừng gia đình mình có ngày hội ngộ.
Nhiều không? Cậu thấy ghét thiệt nha. Như vậy là quan ô đệ nhất anh hùng cao lầu. Thôi, anh đi nha. Tôi đi à? Dạ, dạ, cậu đi á. Chú ba coi đó. Anh hai tôi nhìn mau già quá chú ba hả? Ờ, cậu nói tôi mới nói. Tôi chỉ thương chồng cậu hai thôi. Vì muốn tìm lại đứa con gái mới nhất bộ nhất bái vậy thôi. Chứ mợ hai thì ăn nhậm gì. Tội nghiệp anh hai, 40 tuổi đời rồi mà chưa có lấy một ngày vui sướng nữa. Tôi cũng cầu mong trời khẩn phật sao để cho cậu hai tìm được cháu Thuyết Vân đi. Ủa cậu làm gì vậy? Cúp điện rồi hả? Trời ơi, cậu tính mở radio hả? À. Máy nó bị hư rồi. Đây nè, tôi có đủ đồ nghe đơn rồi. Đây, đó, nghe cái nhỏ luôn. Thì nói nào nè ha. Cái này cưa nè, đó. Bào nè. Trời đất ơi, cẩn thận. Đó, rồi kềm nè, đó. Rồi cái... Thôi, thôi được rồi. Cái gì? Tôi chỉ cần cái túi nơ vít này thôi. Thôi, cậu ở nhà sửa cái radio nha. Tôi ra tôi nói với đầu đầu là bữa nay tôi nghỉ bữa. Rồi, chú đi đi. Coi nhà giùm tôi đi cậu. Tôi biết rồi. Anh, có thầy nhà không anh? À, anh hai tôi đi dạy rồi. Mà mời cô ngồi. Ủa, trời ơi, anh biết sửa này nữa hả? Cũng tạm tạm thôi. Ôi, tạm tạm gì vậy là giỏi rồi đó. Tôi dốt vì cái khoản đó lắm. Cũng ghê á. Phải đi á mà đi vậy mà. Tối nay á tôi sẽ cho ăn nắm đi ba với tôi. Chẳng lẽ trên đời này chẳng còn việc gì có ích cho bằng việc đi nhảy đầm sao hả? Sao anh nói giống thầy quá vậy? Tôi được anh hai tôi dạy dỗ rất cẩn thận từ nhỏ nên tôi phải giống ảnh chứ. Anh á mà tới chỗ bạn bè tôi á, thế nào á anh cũng bị chê là cổ lỗ, quê mùa. Mà anh có ở luôn với thầy không? Không à. Sao anh không ở đây cho có bạn với thầy? Đi đâu xa lắc chi xứ lạ quê người? Hay là anh cần tiền mà không cần tình cảm? Tôi chỉ có cơ sở buôn bán vừa đủ ăn, chứ đâu phải giàu sang như cô tưởng tượng. Ngoại tôi nói họ dư tiền nên đi Mỹ đi Nhật, đi giáp quả địa cầu chừng về xứ lại giàu thêm. Còn tôi thì hoàn toàn không giống họ. Khi bắt đầu lìa quê xa xứ, tôi chọn nghề bồi bàn làm kế sinh nhai. Nhưng anh về thăm gia quyến lần này, định tới bao giờ mới trở lại nơi xưa? Có lẽ tôi còn ở đây lâu ngày, để theo anh tôi về thăm quê quán dài hôm. Thì ra là vậy à. Chắc là anh cũng thích tới chỗ này chỗ nọ chơi đúng không? Ừ. Vậy hôm nay anh rảnh không? Rảnh. Chở tôi đi chơi. Hả? Đi đâu? Chở Bích đi ăn kem. Ăn kem? Anh khỏi lo, tôi có tiền, anh không có bao tôi đâu sợ. Thôi được rồi, tôi đủ sức dẫn cô đi ăn kem mà. Nhưng mà nè, đi với tôi á, lần sau phải ăn mặc khác rồi nha. Sao vậy? Phải mặc áo dài hoặc áo bà ba cho nó đứng đắn như nhu mì, chứ sao? Có nghĩa là tôi mặc cái đó vô là nữ tính, là quan hệ gì đó. Phải. Và anh mới đi với tôi. Đúng, đó là bước đầu tiên để mà thay đổi cô đó. Dạ. Ngồi. Ơ, nè. Sao tự nhiên là con còn ở đây, con chưa về nữa? Bây giờ tôi về nè. Đáng lý ra con phải về từ hồi hôm rồi chứ. Chứ bộ dương thiếu gì đây sao chưa chịu về vậy cô? Ủa bác nói gì đó chú không? Tự nhiên kỳ cục vậy. Tôi muốn đi đâu tôi đi, chứ nhà này nhà thầy chứ bộ. Nhưng mà tôi có quyền. Có quyền chú ở đây đi, tôi đi về. Ủa, cậu Phi, sao cái mặt cậu kỳ vậy? Nhưng mà thôi, để chuyện nói sau đi. Tôi nói cậu nghe nha. Chút xíu anh hai cậu về đó, cậu nhà cậu đợi đi. Thôi chú ba. Chú ba nói với anh hai tôi á là lát tôi về. Mình đi, Bích, đi. Ê, cậu Út!
Trời đất ơi, cái kiểu này bị dính động chắc rồi chứ còn gì nữa. Ôi trời đất ơi, ủa sao tự nhiên kỳ cục ta? Không giống như mình răng đen mình làm sao ta? Mình cũng giống nó vậy mà. Ủa, sao đứng giữa nhà mà lẩm bẩm chi vậy chú ba? Dạ, không có chi cậu hai. Phi đâu rồi chú? Dạ, con Út đi dạo phố rồi. Bà lại đi với con nhỏ đó mới ác đó chứ. Con nhỏ nào? Thì con nhỏ nữ sinh chạy vô nhà này hồi hôm. Giang hồ một cây mà đầu tóc thì rối nồi à. Cậu Phi với nó mới vừa gặp nhau sau coi bộ rất ăn rơ. Từ sáng tới giờ ngoài cô gái đó chú còn thấy người nào đến đây để hỏi tìm nhà của tôi? Dạ có người hỏi thăm. Ai? Dạ cô Tư Xê con bà năm hộp bẹt. Cổ nói tới đây đòi tiền nhà thiếu hôm tháng qua. Cổ nói rằng là má cổ sắp đi tu nên phải thâu hết tiền không được thiếu một xu. Chuyện tôi nói là chuyện thiệt và tôi hy vọng sẽ tìm gặp con tôi. Vậy là cậu hai đã gặp cháu Tuyết Vân trong nhà mơ. Chưa gặp nhưng tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp được nó. Tôi cầu trời thần Phật làm sao để cho cậu gặp lại cô Tuyết Vân cho cha con cậu đồng hồn với nhau. Thấy cậu vui á tôi mới vui, chứ cậu buồn thì tôi cũng buồn cũng được cậu ơi. Ủa anh hai mới về rồi hả? Anh mới về. Sao chú đi đâu? Dạ đi vòng. Rồi sao vui không? Cũng vui. Thì đó cậu hai đi với lại cô Bích đó. Mà tôi nói thiệt với cậu hai nha, tối nay tôi phải nói trước à, cậu đi chơi với cô Bích á phải cẩn thận nha. Vậy hả chú ba? Vậy chú phải truyền kinh nghiệm lại cho tôi mới được. Kinh nghiệm gì? Tôi sẵn sàng truyền đạt cho cậu miễn phí luôn. Kinh nghiệm làm thế nào để nhẹ dạ mà được mất mát đó. Ủa? Thôi đi. Em à, Bích đâu có hợp với em. Ý anh là em đâu có thích mẫu người như Bích. Anh hai, có gần gũi Bích, có dịp trò chuyện với cổ, em mới nhận thấy rằng Bích cũng rất dễ thương và không đến nỗi nào tệ lắm. Cổ thật hồn nhiên và thẳng thắn. Trời ơi, vậy là cổ có bùa mê nè, nên làm cho cậu nhận lầm. Vì Bích thiệt thòi phải chiếu mồ côi, không ai dạy dỗ từ lúc thiếu thời, nên ra đời nhiễm thói xấu tật hư. Cậu bên vực cô ta là nguy quá xá rồi, tôi nhất định là cậu đã sai. Nhưng em có tình là em đủ tài sửa đổi cho Bích bỏ nết hư tật xấu. Anh hai, hồi sáng này em chê cổ ăn mặc lố lăng để đầu ổ chim rối nồi, thì khi cổ trở lại đây nè, cổ ăn mặc đàng hoàng và đầu chảy rất xuống. Đó là triệu chứng đáng e ngại, nó nghe lời chắc là có mưu chi. Mà khi đã có mưu thì nó dám làm liều, đeo theo cậu hoài cậu sẽ liệu sao. Thì tôi sẽ uống năng cô ta làm người hẳn hoài, rồi sẽ dạy dỗ cổ thêm. Nhưng mà tôi thấy bây giờ đây nè, cái chuyện này quan trọng hơn đây nè. Chuyện gì mà quan trọng? Thì đó cũng chết đi nè, nãy giờ. Thôi tôi được rồi, hiểu với chú ba rồi. Bây giờ á, tôi sẽ dẫn cả nhà mình đi ăn nhà hàng, chịu không? Trời ơi, như gì đi ăn nhà hàng rồi? Chồng tôi phải không? Dạ, chồng tôi không có ở nhà. Không có ở nhà.
hai. Đúng là không có chị hai nào cả. Thưa bà, tôi đến đây chủ ý để tìm bà, còn đối với ông nhà tôi hoàn toàn sao? Vậy là ông tự nhận là ông có quen với tôi à? Quen nhiều lắm. Thì thật tiếc quá. Vậy mà tôi không nhớ là tôi đã quen ông ở đâu, hồi nào. Tôi tưởng là tôi hân hạnh được biết ông lần đầu đó chứ. Em thì không ngờ, thời gian chưa đầy 20 năm mà tâm tánh của con người đổi thay nè tới như vậy, mà còn phũ phàng nữa. Cậu nói như vậy là sao? Chị hai, không lẽ chị em làm mặt lạ với nhau mãi sao hả chị hai? Em có làm gì nên tội để chị đối xử với em như vậy không hả chị hai? Chị có biết sau ngày chị ra đi, em và má khổ sở vô cùng. Nhà mình hoang vắng quá, má cứ khóc thầm hàng đêm vì lo cho chị và thương nhớ cháu. Tôi xin lỗi. Có lẽ là ông đã lầm tôi với một người thân nào đó của ông thì phải. Em lầm sao được hả chị hai? Dẫu cho thời gian của mãi miết trôi nhanh, chiến tranh của tàn phá cũng không thể nào bôi xóa được biết bao nhiêu kỷ niệm đau buồn. Nó đã khắc đậm in sâu trong cùng tận của tâm hồn. Tại vũng đêm qua những ngày loạn lạc, trong một mái nhà cùng đầm ấm muối dưa, biết bao nhiêu nỗi niềm cay đắng chị em mình cùng chia sẻ cho nhau. Đối với chị, em chưa có gì lầm lỗi, sao chị nỡ làm ngơ ngoảnh mặt không nhìn. Xin lỗi ông, tôi đã nói là tôi không hề quen biết ông, còn ông lại nói toàn những chuyện đâu đâu không à. Những lời nói của ông có thể gây phiền lụy cho ông và cả cho tôi nữa. Phải mà, anh Thiện nói đúng. Chị bây giờ khác xưa nhiều lắm. Chị không còn là chị Tuyết Minh sống điều linh trong những ngày khốn khổ năm nào. 20 năm lặng lẽ trôi qua đã biến đổi tình cảm của một con người. Nhưng chị hai, anh hai em thì không làm sao quên được hình ảnh đứa con thơ. Nó cứ chập chờn trong tâm trí của kẻ làm cha, lòng băn khoăn dai dứt, không biết hiện giờ con mình nó sống chết ra sao. Nó ở với ai hay là lại bơ vơ trôi dạt tận phương nào? Rất tiếc là không giúp được gì cho ông về việc đó. Ông nên đi tìm nơi khác để hỏi thăm. Giờ đây có lẽ chồng tôi cũng gần về tới. Xin ông giúp tôi tránh khỏi lũy phiền.
Có lẽ chị không muốn nhớ những đau buồn xưa cũ, vì đời chị đã ngập tràn hạnh phúc ấm êm. Nhưng chị hai ơi, dù chị cố ý chẳng nhìn em, nhưng dị dạng tối đen kia sẽ còn theo chị mãi, chứ không dễ gì chị chối bỏ được đâu. Xin lỗi ông, nãy giờ ông nói rất là nhiều chuyện, nhưng mà có những chuyện không có ăn nhập gì đến tôi đó. Xin phép ông, tôi hay mà, xin phép ông cho tôi được gặp cháu. Chị hai, xin lỗi lắm. Chào ông. Chị hai, chị hai. Xin lỗi, ông đi là... Dạ thưa ông, tôi là em ruột của cháu sinh viên. Ông đã gặp vợ tôi chứ? Dạ rồi, nhưng chị không nhìn tôi. Tánh của Tuyết Minh thật là khó hiểu. Có lẽ cô ấy chưa tìm được lối thoát cho mình. Vậy đi, ông ra một quán cà phê đầu đường chờ tôi. Một lát chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tôi vào trong với cổ, kẻo cổ ngờ vực á, phiền lắm. À thôi được rồi, tôi sẽ ra ngoài chờ ông. Gia đình bữa nay nè, ảnh cần gặp riêng anh để nhờ anh giúp ý kiến giải quyết giùm ảnh một vấn đề vô cùng quan trọng. Quan trọng? Có chuyện gì vậy anh? Trước kia vợ của ảnh có một đời chồng và một đứa con. Em sao vậy? Em đâu có sao. Mà sao anh ấy biết vậy anh? Bộ chỉ thú nhận với chồng hả? Anh cũng hy vọng là như vậy. Mà cái chuyện này nó đâu có ăn nhập gì đến nhà mình đâu, là chuyện của người khác mà. Ha, anh lộn. Chị thì không nói gì, nhưng người chồng cũ của chị yêu cầu khẩn quản ảnh xin giao lại đứa con riêng của hai người. Em à, em sao vậy? Em. Dạ. Em sao vậy? Em đâu có sao. Anh nói tiếp đi. Khổ nổi, anh Thành, anh không hề hay biết gì về đứa nhỏ. Hiện giờ nó sống ở đâu? Có lẽ chị ấy muốn chối bỏ dị dạng để được sống trọn vẹn với hạnh phúc của mình đang có chăng?
anh Thành cũng nghĩ như vậy. Nhưng còn con riêng của chị, tại sao lại giấu? Chị cũng có lỗi với anh Thành thiệt, nhưng có thể vì thương con và vì muốn bảo vệ hạnh phúc hiện tại cho toàn vẹn. Nhưng còn đứa con bất hạnh kia, liệu chị có thương nó không? Có chứ anh, mẹ nào mà chẳng thương con. Nếu vì thương con, sao chị lại gửi đứa con ở chỗ khác cho người dân nuôi dưỡng và giấu giếm anh Thành qua những tháng ngày sống chung nhau? Phải hiểu tâm của Thành ra sao, hễ giấu giếm nhau thì ai cũng phải nghĩ rằng chị ấy chưa thiệt tình đoạn lìa với dĩ vãng xa xưa. Và trong tương lai có thể chị ấy sẽ trở về nối lại mối duyên tình với người chồng cũ ngày xưa. Anh cũng đừng quá khắt khe với chị, biết đâu chị có một dị dạng rất đau lòng, cho nên chị... Nhưng nếu chị có ý nghĩ khác thì sao? Chị không thể nào nói ra được. Dẫu rằng chuyện dị dạng còn có chút kỷ niệm, nhưng hiện tại chỉ có một hạnh phúc êm đẹp, cho nên chỉ sợ đổ vỡ. Bích, bữa nay ở nhà hả? Ủa, anh đi đâu đây? Tìm nhà Bích lâu quá trời luôn. Ủa, hôm nay có ngoại nhà không? Có, nhưng mà anh đi đâu bất tử vậy nè? Trời lớn, trời đất ơi, anh đi không báo vậy rồi lỡ ngoại thấy rồi sao? Ngoại đâu? Ôi, ngoại xuống rồi kìa. Ngoại. Dạ, con chào bà. À, chào cậu. Dạ. Cậu đây là... Dạ, cậu. Con là... Dạ, cậu. Thầy dạy học của em Bích. À, là thầy. Dạ, em mời thầy ngồi. À, dạ. Dạ, đây cậu. Ê, gì vậy thầy? À, dạ, kiến nhiều. Hả? Kiến cắn. Nhà tôi nhiều kiến lắm thầy ơi. Thầy, ngồi đi. Bích à. Bích! Dạ, dạ. Sao bữa nay con lạ vậy? Dạ. Không lo nước đâu, có gì mời thầy hết, con làm gì vậy? À, nước. Lo nước. Nước. Em Bích đó có chỉ số nhà, cho nên bữa nay sẵn tiện ghé thăm một người bạn đang trên đường mà trị bệnh ở bệnh viện Phước Kiến, và cho nên con ghé qua thăm gia đình mình luôn. Nó học hành ra làm sao vậy thầy? Dạ, chắc nó làm biếng, nó trốn học dữ lắm phải không? Dạ đâu có, em Bích thông minh lắm thưa bà. Có điều đúng như lời của bà nói, em Bích có hơi làm biếng chút xíu thì nói thiệt với thầy, nhiều khi tôi muốn cho nó nghỉ luôn ở nhà, nhưng mà thưa bà. Dạ. Bà ơi, em Bích không đến nỗi nào đâu thưa bà. Thật
Thật ra thì trước đây là tại vì em Bích không có có. Có. Có chi? Ý con nói là Bích có đầy đủ mọi thứ, chỉ không có bạn tốt thôi thưa bà. Có lẽ thầy nói đúng. Lúc rài tôi thấy nó thay đổi nhiều rồi đó. Có lẽ nào nó đã có bạn tốt rồi hả thầy? Không thể nào đâu. Kìa bà. Xin lỗi thầy. Mấy bữa nay thầy biết không, nó không có ăn mặc lố lăng nhồ đó nữa. Khi nó đi ra đường đó, nó chịu nghe lời của tôi, mặc cái áo dài mà tôi sắm cho nó đó. Dạ, em biết mặc áo dài á, coi thiệt là đẹp. Đẹp hả thầy? Thầy cũng thấy vậy nữa hả? Thầy cũng thấy đẹp nữa hả? Ông bà nhà cũng khỏe ha thầy? Dạ, bà má con mất lâu rồi. Tội nghiệp không? Bích có còn cha mẹ, sao ở chung với ngoài? Và cha mẹ Bích ở đâu, hay là còn ở dưới quê? Ba má nó thì kể như đã qua đời. Người thân thuộc cùng không còn. Tôi già yếu héo mòn, không dạy dỗ được cháu con. Má của Bích là con ruột của bà, thấy xót cảnh thương tình bà cho Bích nao nương. Má nó là con ruột, nhưng quấy quần thay cho sự đời phải nuốt phiền hận vào lòng mà không dám hở môi. Bà yên tâm đi, con nghĩ từ đây về sau á, Bích sẽ không còn làm cho bà phải lo buồn nữa. Tôi mong được như vậy lắm thầy à. Dạ. Bích à. Bích. Dạ, dạ. Dạ. Trời nước, ơi. Nước. Dạ. Con ở nhà lo tiếp đãi thầy chu đáo nghe chưa? Ngoài đi có công chuyện chút. Dạ. Thầy giáo ở chơi nha. À, dạ thôi, bây giờ con cũng xin phép con về luôn. Bích hỏi chuyện. Hổn. Nói chuyện với thầy phải giữ lễ phép cho con. Xin lỗi thầy. Thỉnh thoảng nó vẫn hay quên vậy đó. Dạ không sao đâu thưa bà. Thầy đừng có ngại, nghe tự nhiên ở chơi nha. Dạ. Dạ xin phép thầy. Dạ. Ở nhà cho đàng hoàng, cái tính nào tật nấy. Dạ. Nè uống đi. Chà, bữa nay bà đặt làm thầy tôi nữa hả? Bảnh quá ha. Tôi ngại á, quýnh quán quá cho nên tôi nói đại. Ủa, bộ tôi làm thầy của Bích không được hả? Còn lâu, anh sức mấy mà dạy được tôi. Lo mò mà chỉ muốn làm nè, lại vợ khó tuổi được cả đâu. Quên hết là tôi dạy rồi hả? Quên. Lâu lâu quen miệng mà sao sửa hoài mà cũng quên hoài vậy á. Rồi giờ sao? Có chịu sửa không? Thì sửa. Nhưng mà ý tôi nói là anh tài cán bao nhiêu mà anh dạy được tôi. Nè, đừng có mà tự phụ nha. Sao? Chưa chắc gì tôi nhận Bích làm học trò của tôi đâu đó. Thôi, dẹp nhóc. Nhóc? Nhóc nào ở đâu? Hả? Thì tôi nói anh đó. Trời ơi, thì tôi gọi anh là nhóc không được sao? Nè, quen miệng trong giới giang hồ rồi phải không? Tôi biết. Tôi là giang hồ đó. Tôi ở nhiều năm trong giang hồ, tôi quen rồi. Nhưng mà có ai nói cho tôi biết đó, như vậy là xấu đâu. Thì tôi nói nè. Ý tôi nói là ngày trước kìa, tôi có sống tử tế bao giờ đâu. Mà tôi biết á, bước chân vô giang hồ là xấu.
Đúng anh nghe. Hồi đó nhiều lúc đó, tôi bệnh tôi đi không nổi luôn. Mà gia đình tôi có ai hay đâu. Mấy đứa bạn tôi á, cái người giang hồ mà nói là sống xa đó, là chính là những người lo cho tôi, chăm sóc cho tôi, đút tôi từng chén cháo á. Thôi mà, cho tôi xin lỗi đi. Nếu tôi có lỡ lời á thì cũng bỏ qua cho tôi nha. Mà ý tôi cũng có gì sai đâu. Đồng ý là trong chốn giang hồ á có người này người khác. Nhưng mà tôi muốn Bích khi về nhà rồi á thì phải Bích trở nên dịu dàng hơn nè, rồi ngoan nết hơn nè. Bởi tôi nhìn thấy được con người của Bích ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa kìa. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà anh kiếm ngoại tôi có gì không? Thì muốn hiểu rõ hơn về gia cảnh của Bích vậy mà. Anh làm như anh điều tra tôi vậy. Bộ anh không tin tôi hả? Sao tôi lại không tin Bích? Nhưng việc muốn tìm hiểu thêm về gia đình đó đâu có khuất tất gì. Mà khi anh biết tôi mồ côi cả cha mẹ, không hiểu anh có đuối và thái lòng, rồi tỏ ý khinh khi thấy tôi không còn xin với lòng anh yêu mến. Bích đừng coi tôi phải vu vơ mà là lời chân thật. Tôi nguyện sẽ mãi mãi cảm thông, đồng cam cộng khổ. Từ đây trên nẻo đường chông gai hiểm trở, ta sẽ nương tựa vào nhau mặc cho gió dập mưa dồi. Để đem trở
Bích ơi, Bích là người bạn lòng dễ mến dễ tin. Ai có ngờ từ một kẻ bụi đời gan lì gàn bướng lại trở thành một thiếu nữ hiền dịu nết na. Lòng tôi giờ đây rộn rã như vườn xuân hoa nở ngát hương đời. Tôi cảm ơn anh đã tin tôi. Tôi sao không phụ lòng tin của anh đâu. Hứa nha. Hứa. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, tôi về nhà gặp anh hai để anh chờ. Vậy thôi anh về đi để thầy trông ha. Tôi về nha. Về nha. Anh bảo trọng nha. Một tình bạn trong sáng tin tưởng, một tri âm tri kỷ. Sao mấy cái điều này nó mới mẻ quá vậy ta? Mà làm như mình mơ gì nó hả xa lắc rồi đó. Thiệt là kỳ lạ. Nhưng mà không biết á, mình có được không ta? Mình có được cái chuyện mình có giữ được không? Hay là sao tự sao mình thấy nó Bích. Dạ. Dạ. Ủa ngoại. Dạ ngoại 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 mới về. Ngoại, ngoại ngồi đây nghe. Ngoại mệt không? Con lấy nước cho ngoại uống nha. Mời ngoại. Khi ngoại đi ra ngoài về mà con chỉ nói một câu vậy thôi là ngoại khỏe liền. Mệt à. Ngoại ơi, cái chuyện đó đâu có khó gì đâu mà ngoại làm như là quan trọng lắm vậy. Nói dễ lắm con, nhưng mà từ miệng con nói ra ngoại chờ lâu lắm rồi con biết không? Con biết không, ngoại mừng lắm. Vậy hả ngoại? Ngoại mừng lắm hả ngoại? Bỗng nhiên con thay đổi tính tình con gì? Dạ. Nói thiệt lòng cho ngoại nghe đi. Ngoại, ngoại đã khổ sở vì con nhiều. Khuyên can hoài không được. Ngoại hay khóc thầm một mình. Vậy mà bây giờ ngoan ngoãn, con ở nhà chăm sóc ngoại. Con ngoại không vui hả? Ngoại không bằng lòng sao? Ngoại vui, ngoại vui lắm con à. Ai cho ngoại thiệt nhiều tiền, ngoại cũng không có vui được như vậy đâu. Khi nào cũng vậy. Mỗi lần con đi đâu về là ngoại muốn chạy tới để ôm con. Mà nói rằng là ngoại thương con, ngoại mừng thấy nay là tấm tình con đã đổi thay. Không biết mấy năm đi. Từ đây về sau con mới làm cho ngoại buồn nữa đâu. Cái chính là con trở lại ngoan hiền như xưa là ngoại vui rồi. Ngoại. Vậy giờ con đi công chuyện chút xíu, con về lại nha. Ngoại, ở nhà nha, đi chơi nha. Lẹ về nghe. Dạ, con đi nha ngoại. Cái con nhỏ này thiệt là nó lăng xăng vậy đó. Ây da. Má. Ông là ai? Má không dạy cho con sao? Sao kêu tôi vậy? Con là thằng Thiện, con rể của má nè. Trời ơi, hai Thiện.
con còn sống sao? Dạ thưa má, lúc vừa mãn hạn tù, con về cái ngang tìm má thì người ta nói má đã tản cư vô thành rồi. Không ngờ bữa nay con lại được gặp má. Con má con. Vậy mà ai cũng đồn đại là sau khi bị giam cầm vài năm là con chết ở trong tù. Nó còn mặt mũi nào nhìn con được nữa. Đảo đàn bà câu tùng nhất chữ thủy chung không vẹn dự. Vừa được tin chồng chết đã vội sáng ngang cho tan vỡ một gia đình. Tình mẹ con vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Rồi từ đó má lại sống luôn thui thủi để chôn giấu buồn đau trong chuỗi ngày tàn. Má, má ai chỉ cho con biết nhà này? Dạ anh Toàn.
chồng con Minh. Dạ. Má à, con chỉ muốn tìm lại đứa con lạc loài của con. Con gái con nó ở đây chứ có đi đâu đâu mà lạc loài. Má, má nói sao? Con có con ở đây. Trời ơi, có thật không má? À, má à, nó khỏe không má? Khỏe. Má, nó cao tới chừng nào hả má? Nó bây giờ là thiếu nữ rồi. Trời ơi, con mừng quá, con quýnh quá má ơi. Má, nó đẹp không má? À, nó giống mẹ là nó đẹp à. Nó vừa giống cha mà vừa giống mẹ nữa. Dạ. Má, nó đâu rồi má? À, nó đi công chuyện rồi con. Dạ. Chắc lát nó về đó. Dạ. Ừ. Con cứ thắc mắc hoài, không biết tại sao Tuyết Minh ôm con ra đi trong lúc con bị tù đày mà không... Minh. Minh. Con muốn tránh mặt tới bao giờ vậy Minh? Hãy gặp nhau, nếu không được thì gặp nhau để nói dứt khoát một lần đi con. Tuyết Minh, em muốn tránh tôi đến bao giờ nữa hả Minh? Em không còn xứng đáng với anh nữa, anh còn đến đây đi làm gì nữa? Gian dở hết rồi. Minh, tôi biết rõ em đã có gia đình khác, còn bao nhiêu bổn phận buộc ràng. Nhưng tôi vẫn muốn gặp lại em, chỉ vì đứa con của chúng ta. Con của chúng ta? Phải, tôi muốn được lo cho con, vì nó thiếu tình cha bao nhiêu năm rồi. Chớ tôi đâu phải là một kẻ khốn nạn vô tâm kể cho anh nghe những chuyện xảy ra đau đớn ở Dũng Liêm sao? Phim nó có kể cho anh nghe, nhưng thôi, chuyện đó không nghĩa lý gì. Tôi đến đây gặp em là mong tìm lại đứa con của tôi thôi. Đành rằng cả nhà thương em, má và chú Út lo lắng cho em từng chút, nhưng má càng lo lắng săn sóc cho em thì em càng thấy tủi nhục. Và em cảm thấy như mình là gánh nặng của gia đình. Và chú Út cũng nhìn thấy như vậy. Nhưng Tuyết Minh à, cả nhà đều biết em đang mang thai mà. Vì mặc cảm chuyện đó mà em bỏ đi à? Không, em vẫn cố nhịn nhục chờ ngày sinh nở, hy vọng anh trở lại quê nhà. Nhưng ngày tháng dần đi qua, nhớ thương anh cứ dài dò dài.
nhận một tin buồn. Anh bị giật bắn và đã bị giam cầm. Khi được tin, em bàng hoàng đau đớn. Rồi một đêm kia, tới cầm giang lúc nào sao tôi không gặp. Có chứ, em có tới trại cầm giang hỏi thăm người gác ngủ thì trời ơi, rồi họ đã lầm tôi với anh Lê Quý Thiện cùng quê quán ở Vũng Liêm, nhưng anh bị bắt sao anh? Anh bị bệnh mà chết. Tuyết Minh, đó chẳng qua là sự đời. Chớ trêu người lầm rồi em cũng lầm, nên tình mình phải ly tan. Chúng ta chỉ sống với nhau tròn một năm dài hạnh phúc, rồi lại xa nhau biển biệt mấy năm trường. Khổ công tìm kiếm, khi gặp lại em tôi rất đổi vui mừng. Ai ngờ đâu em lại hững hờ lạnh nhạt, để tôi phải bẻ bàn chịu tôi thẹn riêng tôi. Giờ rõ ra vì cảnh ngộ đã làm vợ của người ta thì tôi không có quyền tiếc thương hay oán trách, nhưng tôi muốn tìm gặp đứa con vô phước. Xin em hãy giúp tôi cho phụ tử được sum vầy. Em cũng mong là như vậy, nhưng em sợ khi giao con cho anh, lỡ như anh có vợ thì con em sao tránh khỏi cảnh mẹ ghẻ con chồng. Em đừng suy nghĩ gì nữa cả. Anh vẫn ở vậy, con ở với anh là hơn cả rồi em à. Trời ơi, bằng mấy năm mà anh không lấy vợ thì tội lỗi của em càng nặng nề hơn. Mình, em đừng nghĩ ngợi gì nữa. À, Minh à, em vẫn đặt nó tên là Tuyết Vân phải không Minh? Vân, em nghe lời anh, em đặt tên con là Tuyết Vân. Ừ. Nhưng sao mấy năm xứ mình loạn lạc, không làm giấy khai sanh được. Sau này em đưa tiền cho người ta để mua một tờ khai sanh thì con mình mới được tới trường đó anh à. Em à, nhưng trong khai sanh nó tên gì? Dạ, nó tên Bích. Cái gì? Dạ, Bích. À dạ. Trời ơi. Dạ em xin lỗi anh, tại vì nếu như em không mua giấy khai sanh thì con mình không có được đến trường học anh à. Không sao, em không có lỗi gì cả. Mà em... sao vậy anh? Em thì... à, bây giờ Bích chừng nào nó về, dạ, em giữ nó ở nhà. Anh đi bây giờ, anh đi bây giờ nè. Em giữ nó nghe, anh sẽ về ngay. Nghe không? Dạ, em dạ. Nghe là anh nghe. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Em giữ Bích ở lại nghe. Dạ. Anh Thiện, anh Thiện.
chơi tí. Má sẽ nói cho con nghe một chuyện. Kể từ bây giờ con đã có người chăm nom săn sóc con rồi. Má nói sao? Có người lo cho con. Ai vậy má? Là ba của con. Ba của con còn sống. Chứ không phải là... Tại vì má nghe tin lầm là ba con chết ở trong tù á. Ba con! Trời ơi! Ba... ba còn sống. Má ơi! Thiệt không má? Thiệt không? Thiệt. Nãy giờ ba con ở đây chờ con nè. Ba con á đã cất công tìm con mấy năm nay rồi đó. Trời ơi, không lẽ giờ mình có má rồi mình có ba nữa hả? Má ơi, con mừng quá má ơi. Má ơi, nhưng mà ba con làm gì vậy má? Ba con làm thầy giáo. Thầy giáo? Ê, ba con tên gì vậy má? Hả? Ba con tên Thiện. Giáo sư Thiện là ba của con. Nhưng mà có phải là giáo sư Thiện dạy ở trường Hùng Vương không má? Má cũng không rõ nữa con à. Vậy ba con có người bà con nào nữa không hả má? À con. Còn chú Út con. Chú Út? Ừ, chú Út tên Phi. Chú Phi. Chú Phi. Sao vậy? Bích. Bích à, con sao vậy con? Bích. Chú Phi. Sao? Không thể nào. Không thể nào má. Rồi. Có chuyện gì vậy má? Rồi bây giờ sao? Nó làm sao? Con không biết sao nữa. Bích ơi. Má. Minh. Dạ. Má. Minh à. Sao? Con Bích về chưa? Nó về rồi. Về rồi. Dạ. Rồi em nói gì với nó chưa? Em nói rồi. Nhưng mà khi em nói đến tên anh đó thì nó hỏi em dồn dập. Rồi sao nữa? Nhưng mà khi mà em nói đến tên chú Út, chú Phi á. Rồi sao? Thì nó chạy lên lầu khóc tức tưởi trọn á. Trời ơi. Nói với chú Phi nó gắn bó với nhau lắm. Bích ơi, Bích. Trời, con đừng làm gì, dạy dỗ cho con. Trời ơi, con tôi. Bích ơi. Thiện, Thiện, con Thương tới nhà Thương liền đi con. Dạ. Đi, để con đi. Mẹ đi con. Để con đi. Bích, Bích ơi. Má ơi, con của con. Bích, Bích ơi. Quan nghiệp, đúng là quan nghiệp mà. Mà. Mình à, nhưng dù sao cũng có điều may mắn. Nếu tôi không gặp Toàn, nếu chúng ta không gặp nhau, làm sao tránh khỏi cha đi hỏi cưới con ruột cho em mình. Trời ơi, lỗi lầm này là do ở nơi em, tại em mà ra tất cả. Thôi, chuyện đã đúng lắm rồi, em đừng nghĩ quẩn nữa em à. Vừa tỉnh lại cái là Bích. Cô đồ qua đây liền đây nè. Bích con. Bích mẹ. Thôi bây giờ cậu mở săn sóc cho cô nha. Để tôi chạy tôi kiếm cậu Phi. Đừng có làm như vậy nữa nghe cô. Dạ. Đừng có làm như vậy nữa. Bích. Ba. Bích. Ba. Bích con. Ba. Ba ơi. Lần đầu tiên con được gọi tiếng ba. Con xin lỗi ba. Bây giờ thì con muốn sống. À, em về rồi đây. Chú Phi. Phi. Chú Út. À, Bích. Cháu Bích. Em định đi luôn. Nhưng làm như vậy thì không phải với anh chị.
Cho nên em mới quay lại để nói với anh chị rằng thôi, anh hiểu rồi. Chú đã không làm gì để gia đình mình không hổ thẹn. Em cảm ơn anh. Như vậy em chỉ còn một việc là chào tạm biệt mọi người. Phi, chú đi đâu? Chú Phi, chú đi đâu? Em đi tới nơi mà cách đây ít lâu em đã ở đó về, chuyên tâm cho công việc. Đó cũng là cách để nguôi ngoai. Chú đi thiệt sao? Ít nhất là bây giờ chú mong Bích giữ sức khỏe. Chú phải đi, đi để quên điều tiếc nuối. Để tớ mình đứng lên đi tiếp, để nhờ phương thuốc thời gian xoa dịu vết thương lòng. Vì em, vì quân giặc đã làm tan nát bao gia đình nên ta mới gặp cảnh tình ngang trái hiện nay. Việc lầm lỡ cũng chưa có gì đáng tiếc, sao em lại muốn lần nữa từ bỏ gia đình? Chú đi gì? Niềm trắc ẩn còn ăn sâu trong tiềm thức, thì gần gũi có thể đào sâu tiếc hận. Nên em sẽ làm nốt công việc của nó. Đi không ở lại, đó là một giải pháp vẹn toàn, hay là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn? Một kẻ ra đi tìm quên lãng, mà trái óc đang loạn cuồng. Mong thời gian làm lắng dịu cơn bão tố đang sôi sục giữa lòng đau, lại thêm nỗi băn khoăn lo ngại. Giống ơn trời xa mù mịt, không biết có ai kề cận đang chăm nom săn sóc để bầu bạn sớm hơn cho chú được yên vui khi dài dạng phong trần. Đừng lo, cần một ai đó chú sẽ mướn hoặc kết giao bè bạn, vậy là không còn sợ cô đơn rồi. Đành rằng sẽ cùng người khác chăm nom săn sóc, nhưng nếu cháu có thể được ở gần lo cho chú thì cháu mới yên lòng. Sao tranh được những đêm tàn
Tới giờ em phải đi rồi. Chị Hai à, cho em chuyển lời cảm ơn đến anh Toàn và chào anh. Chú Phi, chú có giận gì chị không chú Phi? Chú tha lỗi cho chị nghe chú Phi. Lòng em giờ thanh thản lắm rồi. Thôi, em đi ngay nha. Không lẽ anh em mình lại phải xa nhau hả em? Rồi anh em mình sẽ lại đoàn tụ. Anh phải tin như vậy mới được. Bích à, ở lại mạnh giỏi, nhớ chăm chỉ học hành và đừng quay lại đường cũ dù có thế nào nhé. Chú Phi ơi, chú ra đi. Là mấy mùa không gặp nhau, và từ đây mỗi khi lầm lỗi, đâu có chú ở gần để mà dạy bảo khuyên răn. Từ thoáng